说话是心怀天下，不过身点宫墙，我心愿意吗？青梅不爱竹马，却爱上欢喜冤家，明刀暗枪不及爱，难躲难发。别看小女子出身寻常人家，到月却堕落落大方，你若是真心太爱我一场，我定奉陪留白发在苍。小女子出身寻常人家，一生愿为你做羹汤，我们要流传为一段佳话。与你煮酒天涯，世间家苍苍，梦里花前月下，许一世繁华。若是深情留不住时光，留住你呀，掌挂不算19。还研究呢？有研究啊。哎，齐大哥，邓大哥，你和我师父师父他到底什么关系？如果有关系意？大概khoảng 20 mấy năm trước, lúc ta cỡ tuổi muội, không ngờ đó, huynh lại lớn tuổi thế rồi.Rốt cuộc có nghe không đây? Nghe nghe. Lúc đó ta cũng được xem là một phi tặc có chút danh tiếng. Có một hôm ta đến Đoàn phủ trộm đồ, gặp phải con gái của Đoàn gia, cũng là sư phụ muội Đoàn Niệm Nhi. Ta cùng với sư phụ muội không đánh không quen biết. Trận đánh đó đã thành bằng hữu, sau đó đã yêu nhau. Khoan đã, huynh với sư phụ ta yêu nhau, ta không cha không mẹ, đừng nói ta là con gái của hai người nhé. Không phải, không phải, bọn ta không hề làm chuyện đó. Rồi sao nữa? Lúc đó là Sử Hồng Ba đang hoành hành, quốc khố trống rỗng, biên quan lại chiến sự không ngừng với Lê Quốc, dân chúng lầm than. Niệm Nhi nói đất nước đang nguy nan là lúc đã nam nhi tốt cống hiến cho đất nước. Cô ấy muốn gả cho một anh hùng cống hiến vì nước, chứ không phải một người suốt ngày lo củi gạo mắm muối. Cô ấy hy vọng ta có thể đến biên quan tòng quân, đợi chiến sự kết thúc trở về thành thân. Thật không ngờ sư phụ ta yêu nước như vậy. Nhưng mà nếu huynh đi tòng quân thì không thể ở bên sư phụ ta rồi. Cô ấy cũng nói nếu ta chết trận, cô ấy sẽ cả đời không lấy chồng gì ta. Vậy là huynh đã đi tòng quân. Ca ca cô ấy Đoàn Cẩn là tướng quân trấn thủ biên quan khi ấy, còn ta làm việc dưới trướng Đoàn tướng quân. Vốn tưởng rằng sau khi trở về sẽ được gặp Niệm Nhi, nhưng Đoàn gia vì vụ án Sử Hồng Ba mà đắc tội hoàng thượng, bị tru di cử tộc. Nhà sư phụ bị diệt môn à? Sao không thấy nói ta nghe những chuyện này vậy? Năm đó cô ấy thoát chết, chắc là cũng khó khăn lắm. Đổi lại là ta, ta cũng không nhắc. Sau khi ta về từ biên quan, mãi không tìm được tin tức về cô ấy. Không cam tâm khi cô ấy cứ thế mà chết. Trong lúc nóng giận, ta lại làm nghề cũ, cướp sạch hết nhà của đám cậu quan phụ trách vụ án Sử Hồng Ba lúc đó. Sau đó ta sống trên núi Bạch Nghị, làm sơn tặc cướp của người giàu chia cho người nghèo. Sau đó tự dưng được danh hiệu thánh trộm.
rất đáng phục. Lần đầu gặp muội cảm thấy tác phong hành sự của muội rất giống Niệm Nhi, cộng thêm cơ quát thuật của muội là tuyệt học của Đoàn gia, chắc hẳn muội với Niệm Nhi có quan hệ gì đó. Quả nhiên là vậy. Xem ra thì muội cũng xem như là đồ tôn của ta. Giai giới tính sao vậy? Vì thuật trộm cắp của Niệm Nhi là do ta dạy. Sư phụ của sư phụ, xin nhận một lại của đồ nhi. Không nhận nổi, không nhận nổi. Tần đại ca, huynh yên tâm, ta sẽ giúp huynh tìm được sư phụ ta. Hơn nữa, đến chừng nào tìm được bà ấy, nhất định phải hỏi bà ấy tại sao hồi đầu lại giả chết lừa ta. Uống rượu à? Sao cô lại ở đây? Sách lần trước ngài bảo ta đọc, ta không nhớ, nên đến đây ôn tập. Ta hỏi cô là sao cô vào được? Mấy hạ nhân nhà ngài cản được ta sao? Thái tử phủ đâu phải không có sách. Ngoài đình có cây tỳ bà, được trồng vào năm vợ ta mất. Năm nay đã tươi tốt mơn mởn. Ta rất thích câu này. Cuộc đời con người càng sống càng ngắn ngủi, nhưng cây thì càng lúc càng tươi tốt. Nhưng cây có mọc tươi tốt cỡ nào mà người không còn nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Đời người ngắn ngủi, có gia nhân bên cạnh cầu còn không được. Thái tử điện hạ có thể yêu một sơn tặc, công tôn Mặc này cần gì phải để tâm cô nương mà mình thích có phải tội phạm truy nã không? Nhưng mà sức khỏe của ta chắc cũng sống không nổi một năm. Đừng làm lỡ dở cuộc đời của người ta thì hơn. Công Tôn Mặc, hai hôm nữa cứu được mẫu thân ta ra, ta sẽ khôi phục thân phận tự do. Nếu như không ai giữ ta lại, ta sẽ đi đó. Cô định đi đâu? Trời đất rộng lớn, đi đâu cũng được. Đây. Lý Triệt đại ca, hôm nay là đại hôn của hoàng thượng, sao mà ít người vậy? Tam công chúa không biết rồi, ở Bái Quốc chúng ta chỉ có lúc cưới chính thê mới tổ chức hôn lễ long trọng. Hoàng thượng cũng không ngoại lệ, hôm nay là nạp phi, cho nên chỉ cần tổ chức gia yến là được. Muội đi đường xa tới đây, mong chờ hôn lễ này lắm luôn. Nhưng Lý Triệt đại ca, chúng ta có cần cơ hội này nói hoàng thượng nghe chuyện của hai chúng ta không? Không được. Tại sao? Giờ vẫn chưa phải lúc. Giờ lành đã đến.
bóng tranh bên bình phong. Người than nhẹ trước gương đồng, nhìn giấy kẻ rung, lòng rối bời gửi phong thư. Trời cao có lệnh, phụng theo Hoàng Dương. Con gái lễ bộ thượng thư Chu Nhã Cát là Chu Nhan, là một mỹ nhân đoan trang hiền thục, phong làm nhất phẩm quý phi, ban hiệu Tuệ Khâm Thử. Đèn chiếu đáp án, không nói cũng thấy được câu đố. Khấu đầu một lần, lệ rơi chôn kín cành hoa. Ta lật sách sử, ai đang răn đe? Những điều xưa cũ dễ thay đổi, hoa tuyết lất phất. Khấu đầu lần nữa, dãy rơi tạm biệt, chân ngựa dậm cát. Đứng lên, thần thiếp khấu tạ Hoàng thượng. Người tựa như hờ hững, hoa tuyết vẫn rơi. Tháo bỏ tâm sự, nhưng chạm phải những lãng quên lạnh giá. Ái phi miễn lễ. Tạ Hoàng thượng. Ban ngồi. Từ nay về sau, Trẫm và Chu gia là người một nhà rồi. Thần sẽ cúc cung tận tụy, chết không hối hận, vì Hoàng thượng, vì bái quốc. Đa tạ Chu đại nhân, miễn lễ. Trẫm hy vọng đại hôn hôm nay có thể khiến bái quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nào, khởi bẩm Hoàng thượng, Đổng tiểu thư đến rồi ạ. Mau mời vào. Tuyên Đổng phu nhân tấn kiến. Chúc mừng Hoàng thượng. Miễn lễ. Lâu vậy rồi, Trẫm tưởng cô không tới. Y phục ta đích thân làm, cũng phải đến xem thử tân nương. Ban ngồi. Khai tiệc. Bảo mật tốt quá. Tỉnh nhanh vậy à? Giỏi chịu đòn đấy chứ, huynh đệ. Chuyện hôm nay, nếu người dám nói ra, người xui xẻo là chính ngươi. Bởi vì ta sẽ giết ngươi, hiểu không? Chi bằng thế này đi, ta sẽ thả ngươi. Chúng ta coi như kết bạn. Ngươi là nhân tài có thể đào tạo, ở lại đây thì tiếc lắm. Ta đây sẽ kiếm chỗ tốt hơn cho ngươi, cũng có thể dạy ngươi luyện công. Ngươi có chịu không?
vậy bây giờ phải phiền ngươi nói ta biết trình tự xếp ca tuần tra ở phủ này. Sư phụ, ta sẽ viết cho người ngay. Động tiểu thư, đã lâu không gặp. Chớp mắt, con của Trẫm đã lớn hết rồi. Hoàng thượng, con trai người ta không quen ai hết. Để Trẫm giới thiệu với cô, đây là thái tử của Trẫm, Triệt Nhi. Đây là ngũ hoàng tử, Hoành Nhi. Đây là thất hoàng tử, Luật Nhi. Mấy đứa nó đều là hoàng tử mà Trẫm thích nhất. Xem ra cũng giống nhau lắm. Thật không ngờ con trai của Ngọc Quân đã lớn đến thế này rồi. Xin hỏi Đổng tiểu thư, có quen biết với mẫu hậu của ta không? Xem như có quen biết. Kiếm pháp Thẩm gia của Ngọc Quân vô cùng xuất thần nhập hóa. Không biết thái tử kiếm pháp ra sao? Kiếm pháp của mẫu hậu ta không học được bao nhiêu. Vậy Triệt Nhi, nếu Đổng tiểu thư muốn xem thì con trổ tài để góp vui đi. Chuyện này đi đi. Vâng, vậy thần nhi xin trổ tài mọn. Phụ hoàng, một mình hoàng huynh múa kiếm thật vô dị. Nhi thần xin phép góp vui. Được. Ngũ đệ, chắc không phải hoàng huynh dù là múa kiếm cũng đang nhường ta đấy chứ?
Cẩn thận. Lý Hoành, Nhi thần nhất thời phấn khích đã kinh động phụ hoàng, xin phụ hoàng tha tội. Nhi thần nguyện đến điện Minh Quân sám hối chịu phạt. Hoàng thượng, dạo này thằng bé nó đang nghiên cứu những vấn đề về học vấn, có những điều không thông nên tự bực tức với bản thân, nhất thời lơ đãng đã kinh động thánh giá. Còn không mau lui xuống. Dân. Màn biểu diễn tuyệt quá. Hai vị hoàng tử đúng là thanh niên, võ nghệ bất phàm, anh tuấn kiệt xuất. Chẳng trách hoàng thượng thương yêu tới vậy. Triệt Nhi, con có sao không? Hồi phụ hoàng, chỉ là so tài võ công với ngũ đệ, không sao cả. Về chỗ ngồi đi. Sao rồi? Chàng có bị thương không? Không. Ta không sao. Dùng sức mạnh đến vậy, rõ ràng muốn dồn ta vào chỗ chết. Rốt cuộc tại sao chứ? Dỗ Thái tử phi ngủ rồi à? Sao vậy? Tìm ta có chuyện gì? Lý Hoành đó, không biết tại sao hôm nay tự dưng rất lạ. Vì vậy gọi huynh đến suy nghĩ cùng ta xem. Hắn bị gì? Ở hồng yến phụ hoàng bảo ta múa kiếm gấp vui, thì Lý Hoành cứ đợi múa kiếm chung. Đang múa kiếm thì tự dưng ra tay thật, giống như có mối thâm thù đại hận với ta vậy. Không phải chứ? Lúc trước hắn đâu có như vậy. Đúng. Từ bé đến lớn chưa từng thấy nói như vậy. Cũng không biết sao nữa. Liệu có phải do Tam công chúa đến, hắn cảm thấy người được Dạ Minh Quốc ủng hộ nên có áp lực không? Cũng có thể. Nhưng nói đến Tam công chúa, ta lại thấy sầu. Tam công chúa ra sao? Cô ấy cũng không phải chuyện gì lớn. Được thôi, vậy ta đi đây. Đúng rồi, dạo này người nhớ cẩn thận, đừng để xảy ra xung đột với Ngũ hoàng tử. Ta biết rồi. Khi Thẩm hoàng hậu còn sống, đều giao hảo với ta, giúp Dạ Minh Quốc nhiều điều. Nay hoàng vị bái quốc tranh giành quyết liệt, Dạ Minh Quốc tuy nguyện giúp cậu một tay, nhưng không thể vô duyên vô cớ. Nếu cậu có thể thành thân với Ali A Đề, bèn có thể danh chính ngôn thuận. Nước. Nước. Ta muốn uống nước.
dễ thôi. Chỉ cần ngươi nói ra thứ ta muốn nghe, muốn uống bao nhiêu, có bấy nhiêu. Nếu không thì chỉ có chết khác. Sao vậy? Nhốt ta ở đây mấy chục năm, hết kiên nhẫn rồi sao? Còn lấy chết ra để uy hiếp ta. Cái lão già ngoan cố lì lợm, cố chấp không nghe lời này. Này này, sống nhục còn hơn chết dinh. Cái này nếu mà ta nói, chẳng lẽ phải chết sao? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, chỉ cần ngươi chịu nói thì ta sẽ thả ngươi ngay. Người khác thì không nói, còn ngươi thì ta hiểu rõ lắm. Ngươi nóng giận thế này thì chứng tỏ tình thế bên ngoài rất căng thẳng. Lão già như ta, nếu kiên trì thêm chút nữa, có phải ngươi sẽ còn chết sớm hơn ta mấy năm không? Đánh chết cho ta. Lại đổi roi sao? Tâm Tư, đổi. Đừng, đừng dùng ớt, đừng dùng ớt. Ta có chết cũng không nói đâu. Có giỏi thì giết ta đi, giết đi. Muốn chết không dễ vậy đâu. Hãy xử lý ông ta cẩn thận, đừng để ông ta chết. Dân, chỉ lãng phí thời gian. Sư phụ, Ngũ hoàng tử tới rồi sao? Bằng sư phụ, ta muốn gửi chút đồ. Được được. Ngũ hoàng tử, vậy ta mở xem đồ bên trong để ghi chép. Khoan đã, cái hộp này không được mở ra. Chuyện này, Ngũ hoàng tử, gửi bất kỳ đồ vật gì ở chỗ ta đều phải ghi chép lại. Lỡ như sau này có chuyện gì cũng có căn cứ cơ sở chứ. Dân, Ngũ hoàng tử, chỉ mấy món đồ này còn không đắt bằng tiền ký gửi. Không sao. Thôi được, là thế này. Gửi một năm 30 lượng bạc, không đến một năm thì sẽ tính theo một năm. Không biết mấy món đồ của Ngũ hoàng tử tính gửi bao lâu? 100 năm. 100 năm sao? Làm phiền bằng sư phụ tìm một chiếc tủ tốt nhất, quét dọn định kỳ, không được để mốc. Ngài nhận tiền đi. Dạ, đa tạ Ngũ hoàng tử. Xin Ngũ hoàng tử chờ một chút, ta viết tờ biên lai. Ngài có thể tới lấy bất cứ lúc nào. Không cần đâu, hãy giữ biên lai đó ở bên mình. Như không ký gửi vậy. Làm phiền ngài rồi. Ngũ hoàng tử, không lấy biên lai, vậy hãy để lại một câu mật hiệu. Dùng mật hiệu để lấy mấy món đồ này cũng được.
Điêu Lan Ngọc thế ứng do tại, chỉ thị Chu Nhan Cải. Lý Thị ca ca, bây giờ đã qua ngày đại hôn của hoàng thượng, huynh định khi nào thì nói với ngài ấy về chuyện thành hôn của chúng ta vậy? Tam công chúa, thành hôn dù sao cũng là chung thân đại sự, muội hãy suy nghĩ thêm, muội có thực sự là muốn gả cho ta không? Dĩ nhiên muội phải nghĩ kỹ rồi, đây là giao hẹn từ nhỏ của chúng ta mà. Muội xem, thời gian trôi nhanh thật đấy, mới chớp mắt muội đã sắp thành thân. Vậy huynh còn không mau rước muội qua cửa, nói nhỏ huynh biết lần này muội tới có mang theo của hồi môn. Chuyện này sao nàng lại tới đây? Của hồi môn? Ta nghe thấy của hồi môn gì đó. Không, có làm gì đâu. Đi đi đi. Có chuyện gì giấu ta sao? Không, không mà. Chúng ta đang nói về chuyện thành thân. Thành thân? Ai? Ta... chúng ta đang bàn về kế hoạch cứu người, mượn dịp tỷ giỏi chiêu thân của ta làm cớ dụ Lý Hoành ra khỏi cung. Chỉ cần như vậy, những việc còn lại đều dễ giải quyết. Đúng, đúng rồi. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Đó còn là cách Lý Chị ca ca nghĩ ra đó. Thú vị thật. Cảm ơn cô. Giờ ta sẽ qua tìm Tần đại ca, chúng ta cùng bàn kế về kế hoạch hành động. Tình ý của Tam công chúa Lý Triệt khắc ghi trong lòng. Có điều chuyện muội vừa nói, Lý Triệt ca ca, bây giờ muội chưa cần biết đáp án. Khi nào muội muốn biết đáp án, muội sẽ tới hỏi huynh. Lưu Thăng cứ ở trong phủ, quả thật chúng ta không thể hành động. Nhưng muốn dụ hắn ra khỏi phủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu muốn cứu người, chỉ dụ hắn ra khỏi phủ vẫn chưa đủ, còn phải khiến hắn bị loạn đội hình. Người Lưu Thăng để tâm nhất cũng chỉ có Lý Hoành. Tam công chúa, đại hội chiêu thân này nếu có thể tổ chức ở ngoài cung là tốt nhất. Tại sao phải ngoài cung? Hoàng tộc chiêu thân trước nay vẫn luôn ở trong cung mà. Vì hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta không tiện hành động. Nhưng nếu muội tổ chức ở ngoài cung, hoàng thượng có đồng ý không? Vậy phải xem bản lĩnh của Tam công chúa. Chờ thời cơ hành động ngoài cung dĩ nhiên là tốt, nhưng làm sao chúng ta lợi dụng được Lý Hoành để dụ Lưu Thăng ra khỏi phủ? Hắn sẽ đi xem đại hội chiêu thân thật sao? Còn một điểm nữa, phủ của Lưu Thăng có rất nhiều võ tướng, con trai hắn Lưu Tâm Tư võ công lại càng lợi hại. Công tác hộ vệ của Lưu phủ đều do hắn toàn quyền phụ trách. Hắn chắc chắn sẽ nghe lời của lão già họ Lưu. Chúng ta phải nghĩ ra một cách để bọn chúng rời khỏi cùng lúc. Đúng vậy, nếu Lưu Tâm Tư mà đi, Lữ Bình Tâm tướng tép ở phủ hắn sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Đâu có đơn giản như mọi người nghĩ. Nếu trong phủ ta có công tin quan trọng như vậy, chắc chắn sẽ không thả người gác cửa đi. Hay là chúng ta tìm một cơ hội trừ khử Lưu Tâm Tư? Không được. Tên Lưu Thăng này tuy nham hiểm xảo quyệt, nhưng mà hắn vẫn rất xem trọng con trai mình. Nếu Lưu Tâm Tư mà chết, Lưu Thăng chắc chắn sẽ không chịu để yên, không biết chừng sẽ giết người của Sơn Trại để giải hận. Nếu Lưu Tâm Tư không chết, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, họ nhất định sẽ tăng cường giới bị. Chúng ta sẽ không dễ dụ hắn ra. Lão già thối này như một con ba ba vác theo cái mai vậy. Xem ra
chúng ta phải đi quấy rầy bọn họ rồi. Bọn họ, chàng đang chỉ họ sao? Chính là bọn họ. Ai cơ? Được rồi, lão Trương tốt như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Nào, uống rượu. Nào nào nào. Món ăn hôm nay được chứ? Phải không? Phải đấy. Rượu cũng ngon. Nói đúng lắm. Nào, thêm một chén nữa. Dặn ăn đến rồi. Ngồi đi, mau ngồi đi. Nào nào nào, nào ngồi xuống hết đi. Dặn ăn, cậu có tìm chỗ ngồi, ta lấy thêm bát đũa. Khoan đã, đừng vội. Ta có chuyện cần nói với mọi người. Có chuyện gì, ăn xong rồi nói. Cứ ngồi trước đi. Phải đấy, ăn xong rồi nói. Thực ra hôm nay ta tới là để xin lỗi mọi người. Có chuyện gì vậy? Tên của ta không phải là Dạng An. Ta cũng không phải là thương nhân, là thái tử. Lý Triệt, thái tử. Ta là thái tử phi. Vậy mẫu hậu cậu? Mẫu thân ta là nguyên hoàng hậu của Bái Quốc, Thẩm Ngọc Quân. Hoàng hậu Bái Quốc? Như vậy là sao? Mẫu thân và ông ngoại ta từng đem binh đến với đồng bào của mọi người, thậm chí là người thân của mọi người. Nếu mọi người hận ta, ta cũng hiểu. Nếu bây giờ mọi người muốn đi, muốn về nhà, ta không trách. Nhưng nếu như mọi người muốn ở lại, Lý Triệt có một chuyện này muốn nhờ mọi người giúp. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi, đi. Cậu uống nữa. Đi, đi, đi. Không thể nào trách họ. Đi thôi. Đã bao năm không dùng tới rồi, không biết có dùng tốt không. Phải đấy. Đúng. Mọi người như vậy là năm xưa chúng ta bị quốc gia ruồng bỏ, là Thẩm hoàng hậu cứu chúng ta. Cậu là con trai bà ấy, suốt bao năm qua vẫn luôn chiếu cố người già trẻ nhỏ trong thôn chúng ta. Cậu và mẫu thân cậu đều là ân nhân của chúng ta. Phải đấy, phải đấy. Nói đúng lắm. Mọi người không trách ta sao? Trách cậu chuyện gì? Không trách. Trách cậu đã cứu chúng ta sao? Trách cậu đã cho chúng ta một căn nhà. Phải đấy. Chuyện chiến tranh đã qua lâu lắm rồi. Trước kia chiến loạn, Thẩm hoàng hậu và Thẩm tướng quân cũng là vì bảo vệ nước nhà. Bái Quốc đã giết rất nhiều người Lê Quốc, nhưng Lê Quốc cũng giết rất nhiều người của Bái Quốc. Chúng ta cũng có thể trách ai đây? Trong chiến tranh không có ai đúng ai sai hết. Lỗi nằm ở bản thân chiến tranh. Có trách phải trách tiểu tử thối này lừa chúng ta suốt từng đấy năm, để mấy người già chúng ta phải bẻ mặt, đúng không? Phải đấy, đúng. Ta không lừa dối mọi người. Ở đây ta tên là Dạng An. Dạng An, Dạng An. Dạng An này, vừa rồi cậu bảo cần chúng ta giúp chuyện gì? Phải đấy, đúng. Nói đi. Là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Mặc kệ là chuyện gì, vừa ăn vừa nói. Đừng để nương tử cậu phải đói chứ. Đi đi đi. Đi nào, đi ăn thôi. Dạng An, cậu cứ ngồi đó trước, ta lấy bát đũa. Vâng. Nào nào nào. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi. Nhờ giả người khác, không uống chút rượu làm sao được. Phải đấy, tốt quá rồi. Dạng An ca ca lại sắp kết bái cùng gà rồi.
Ta từng lên cơn sai ở đây sao? Chàng sợ gì? Mọi người thấy bộ dạng lên cơn sai của chàng, chắc hẳn không chỉ một lần. Sợ gì chứ? Cũng phải. Với cả, nếu không phải là Thẩm cậy miệng chàng, làm sao ta biết được Thái tử Điên Kiều lại đáng yêu như vậy? Vậy nếu ta quá chén thì sao? Ta chăm sóc chàng. Được. Nào. Nào. Nào mọi người, ta kính mọi người một ly. Nào. Nào, uống nhiều nhé. Nào, nào, nào. Uống rượu, cạn ly. Nhìn họ kìa. Nào, ta rót cho. Chậm thôi, uống chậm thôi. Chậm uống chậm thôi. Nào, nào, nào. Uống rượu, uống rượu. Nào, nào, mọi người đừng khách sáo. Nào, uống đi. Hoàng thượng, Tam công chúa cầu kiến. Truyền. Truyền Tam công chúa vào ý kiến. Tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Tam công chúa sáng sớm ra tìm Trẫm, có chuyện gì rồi? Hoàng thượng, kỳ đại hôn của người đã kết thúc. Ai Lị Ai Đề đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong chuyến đi đến Bái Quốc. Bây giờ nên bắt đầu nhiệm vụ thứ hai rồi. Vậy sao? Nói ra nghe thử. Lúc nhỏ hay nghe phụ hoàng nói Bái Quốc có rất nhiều thanh niên tài tuấn, còn bảo sau khi ta trưởng thành hãy dẫn một người về làm rể ông ấy. Lần này A Lị Ai Đề đến thăm, phát hiện Bái Quốc quả thực có quá nhiều nam tử ưu tú, thật khiến người ta phải hoa mắt. Có nhiều thanh niên tài tuấn như vậy, công chúa muốn chọn thế nào? Nếu đã chọn thì nhất định phải chọn người tốt nhất rồi. Cho nên ta muốn đến Dân Đà Sơn Trang tổ chức một đại hội chiêu thân, tất cả dân công tử quý tộc đều có thể tham gia. Mọi người cạnh tranh công bằng, ai thắng có thể làm phò mã. Cô muốn đám nam tử trẻ đó vì cô mà tranh nhau sức đầu mẻ trắng, đúng không? Nhưng như vậy cũng rất hay, để bọn họ cũng thấy áp lực một chút. Nhưng mà đại hội chiêu thân cũng có thể cử hành trong cung mà, tại sao phải chạy tới một nơi xa như Dân Đà Sơn Trang? Theo tập tục của Dạ Minh Quốc ta, trước lúc chiêu thân chúng ta phải bái tế chân thần ở dưới núi. Nhưng trong hoàng cung toàn núi giả, nếu như vậy thì chẳng phải là bái tế thần giả sao? Ra là vậy. Được, cứ làm theo tập tục của Dạ Minh Quốc đi. Thỉnh cầu của cô Trẫm ân chuẩn. Tạ ơn hoàng thượng. Hàng công công, có. Sự vụ chiêu thân, mọi chi tiết nghe hết theo công chúa. Ngươi đi báo tin, bảo lễ bộ phối hợp cùng công chúa tổ chức cẩn thận. Nô tài tuân lệnh. Tạ ơn hoàng thượng. Ngũ hoàng tử, ngự thiện phòng gửi ít canh đến. Để đó đi. Con dao găm này Ngũ hoàng tử trước giờ rất thích, nhưng chưa từng thấy ngài dùng bao giờ. Trước kia ta luôn nghĩ học hành là hữu dụng nhất, nhưng đến giờ mới phát hiện không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng việc đọc sách. Hoàng hậu nương nương giá đáo.
是谁？睡梦中为何醒？